Sunny ở đây mình xin phép thay. Ôi trời ơi. Ôi. Gì ra đây má? Mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại phim trường để ghi hình chương trình Tờ Tình Hoàn Mỹ. Và chắc hẳn là mọi người cũng đã rất là tò mò chương trình Tờ Tình Hoàn Mỹ thì mọi thứ có kịch bản hay không, hoặc là ở phía sau hậu trường mọi thứ cụ thể như thế nào, thì mọi người cùng theo chân Luna nha. Đi. Chúng ta sẽ có 3 không gian. Đó là một là phòng makeup và trang phục của nam, hai là phòng makeup và trang phục của nữ chính đến tỏ tình. Tại vì khi mà đến tỏ tình thì chỉ có các bạn nữ là những người chuẩn bị làm tỏ tình, nên là các bạn nam sẽ là những người ở thế bị động, không biết gì cả. Mọi thứ gọi như là không biết là gì nha mọi người, sao cho đến khi mà bắt đầu lên được tỏ tình thì mới biết là mình sẽ được tỏ tình đó. Vậy nên là hôm nay mình sẽ nhắc mọi người đi từng phòng một. Đầu tiên đó là phòng makeup. Hiện tại thì mình đang có mặt ở số quay thứ tư trong ngày hôm nay. Và thật là tình cờ mình không hề biết gì hết. Nữ chính hôm nay là em gái của mình. Tình cờ mình không hề biết gì hết. Nữ chính hôm nay là em gái của mình. Tình cờ quá, không hề biết gì luôn. Không hề biết gì cả. Đây là... Là sao vô mọi người? Ủa sao biết gì vậy? Chị biết gì vậy? Ủa là hai bên tỏ tình hả? Ủa chứ sao vào đây? Em muốn mời chứ gì? Không có, em lại đem lên nhảy đúng không? Không có. Em sai vậy? Sao mà không có quay phòng đây vậy? Đúng rồi. Trời ơi, đấy thật là tình cờ thì hôm nay mình quay cái tập đột nhập kiểu gì? Đột nhập cứu vật tập của em tình là những chính rồi. Trời ơi, chào mọi người, tôi là Si, năm nay 18 tuổi. Không, tại nãy giờ nó làm tóc thì tôi thấy đầu nó quá nóng á. Ủa nhưng mà ý là mình sắp được đi hình chứ? Dạ. Hồi giờ cũng chắc 2 giờ sáng. Thôi con bé nó đi quá. Giờ 2 giờ sáng. Giờ 8 giờ sáng. 12 giờ rưỡi. Ờ đúng rồi. Chắc đúng rồi. Em lên từ 8 giờ tối. Bây giờ chắc hết hồi hộp luôn rồi ha. Tí nữa lúc lên chắc hồi hộp. Bây giờ là hết luôn rồi. Giờ là hết sạch luôn rồi. Bây giờ là chỉ có cái cảm giác này. Trong tỏ tình cho mẹ em về đúng không? Con ngủ lắm rồi. Sợ mấy. Sợ mấy. Chị rất là khuyến khích và rất là ủng hộ cái tinh thần tình yêu của em. Mời kìa! Người ta không có đồng ý thì mình cũng đã chủ động rồi đúng không? Lỡ có khi mình đỡ hối hả? Đúng. Tiếp đầu lên tổ tình. Đúng rồi, em lên nói gì chẳng đúng không? Rồi, em... Đúng không? Tình thay đổi. Thấy Luna làm cái gì ấy nhở? Anh nhả bí cho anh Đại. Bây giờ sao anh giỏi muốn em đi.
các bạn nhấn cho em quay chưa, quay chưa, quay chưa, quay chưa? Diệp ơi, Diệp ơi, con Luna quay em nghỉ tay rồi, em đi bên về nè. Diệp ơi, Diệp ơi, con Luna quay em nghỉ tay rồi, em đi bên về nè. Có bằng chứng luôn. Sợ quá, sợ quá phải. Em quay luôn rồi. Sao nó Fanny ở đây mình xin phép thay. Ôi trời ơi. Ôi. Quá rồi, quá trời rồi. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Để em gì ra đây mà. Gì ra đây mà. Không nên buồn và không có gì phải buồn. Máy này vlog luôn nè chị anh ơi. Theo mọi người mình là chân lý ở đây chân lý ăn mặc như thế này, chân lý mà đây chỉ có ăn đồ bún với lại là bún với lại hành thái thôi. Trợ lý mà con nào thì đuổi ra ngoài trợ lý mà tới á. Tính sao huế đâu một chiếc cuối kia mà không để cho ai tới cơ mà. Tính sao huế đâu một chiếc cuối kia mà không để cho ai tới cơ mà. Wow.
tối nay em đi phim xong em chạy qua. Chị đã kiến tạo cho mình flex đây. Anh Đức vừa mới đi phim xong rồi. Sao ta? Đó là gì đó? Đó em coi bằng được. Sáng nay năm giờ có mặt rồi. Bây giờ là 3 giờ kém luôn. Mọi người ơi, bây giờ là ba giờ kém 10. Xong rồi mọi người sẽ kêu là yêu em đi vào cái gì đấy. Nhưng mai 5 giờ Lê Đức mà chưa có mặt đoàn phim, người bị gọi điện đầu tiên là tôi. Em muốn em xuống đây. Như ngàn tinh tú trên trời cao, làm em lo yêu mà sầu. Anh biết như các anh em đã nói vậy đó. Anh vừa lên anh lại anh sẽ như bao giờ. Ba rưỡi rồi, chúng tôi phải đi về mọi người ạ. Và cái vlog này thì kết thúc tại đây.
mong rằng là mọi người sẽ like, subscribe kênh Luna TV và những episode của Luna official luôn nha.